Chính xác ra để mà nói thì bây giờ các bạn mua được một mẫu bàn phím cơ nó quá dễ dàng rồi, tầm giá trải dài nhiều lắm, từ 400.000 cho đến 4 triệu, 5 triệu đồng cũng có. Thì ở đây mình đang có một mẫu bàn phím cơ đến từ thương hiệu DU. Thương hiệu DU chắc em không còn lạ lẫm gì rồi đúng không? Chuột, bàn phím, tai nghe hay thậm chí là cả pad di chuột cũng có của DU luôn, nó giống như kiểu một hệ sinh thái đấy. Thì cái mẫu bàn phím này mình đang có ở đây là một mẫu bàn phím cơ đến từ DU có mức giá rất rẻ, chỉ dưới 700.000 đồng thôi. Anh em đã nhận một mẫu bàn phím cơ full size đúng rồi đấy. Thì đây là hộp của em nó, một màu cam quen thuộc thôi. Thì mình sẽ đọc sơ qua một chút về một cái thông số kỹ thuật của cái mẫu bàn phím này. Thì đầu tiên ở đây đó chính là đèn LED Rainbow, tức là đây tầm giá rẻ mà có full LED nhưng mà LED Rainbow là được rồi. Tiếp theo đó là switch có độ bền là 50 triệu lần nhấn, và cùng với đó là keycap double shot có chất lượng cao đấy, high quality mà. Và đằng sau ấy thì sẽ có hướng dẫn sử dụng luôn, bởi vì cái sản phẩm này sẽ không đi kèm với hướng dẫn sử dụng, và hướng dẫn sử dụng nó đắp luôn đằng sau rồi. Thì sẽ có một số những cái phím multimedia anh em có thể kết hợp với phím function và điều chỉnh đèn led cũng có đầy đủ đằng sau. Anh em nên chịu khó xem trước khi sử dụng bàn phím, không lại bảo là giấy hướng dẫn sử dụng không có, họ in ra đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở sản phẩm ra để cho anh em nhìn xem thì ngoài giấy hướng dẫn sử dụng không có ra nó còn thiếu cái gì nữa. Đây, đập vào mắt anh em đầu tiên đó chính là một cái keycap, để một key puller để em rút keycap phải đúng hơn. Và nhân vật chính chúng ta là một cái bàn phím. Và hết rồi, không có gì cả. Rồi, thì ở đây em ở đây. Về cơ bản để mà nói, trong cái tầm giá dưới 700.000 thì mình không mong đợi quá nhiều vào cái mẫu bàn phím này. Tuy nhiên thì DU cũng đã khá chăm chút khi mà đầu USB cũng đã được mạ vàng, dây thì là dây bình thường thôi, không được bọc dù. Thì ở mặt sau, mình sẽ nói phần mặt sau trước. Đây sẽ có tổng cộng là 3 chỗ đi dây để anh em có thể đi dây sao cho nó hướng hợp lý, để cho góc gaming nó đẹp nhất. Và một cái để nâng bàn phím, nó chỉ có đơn giản này thôi. Một cái nâng lên chỉ có một khớp thôi, không hai khớp cả. Đây, khi em nâng cao lên thì nó sẽ như thế này. Cái này thì tùy mỗi người thôi. Mình thì mình cháu giờ mình nâng cả mình như thế là mình dùng thôi. Thì trọng lượng của em nó vô cùng nhẹ, bởi vì mức giá rẻ mà, toàn bộ chỉ được làm từ nhựa. Tuy nhiên thì mình không cảm nhận được cái sự o bẹp quá nhiều. Tính ra để mà nói ấy, trong cái tầm giá thấp như này này, bàn phím cơ có LED full size, chịu khó một chút về phần chất lượng thiết kế nó giảm đi một tí mà chúng ta nhận được nhiều hơn thì mình thấy nó rất đáng. Rồi thì mình sẽ nói tiếp tục về phần keycap đi. Keycap ok, vẫn được làm bằng double shot với chất lượng cao, và cái phông chữ được in lên nó trông nó không tàu nữa. Ở một số phiên bản trước ấy trông nó hơi kiểu tàu quá, tuy nhiên đối phiên bản mới gần đây thôi thì trông nó đã hiện đại và trông nó đã đơn giản hơn rồi. Nó giống những cái mẫu bàn phím cơ đến từ các hãng đắt tiền khác. Cái này mình thấy là một điểm thay đổi tích cực nhất trên các mẫu bàn phím cơ đến từ DU. Rồi chuyển sang phần switch thì sao? Thì phiên bản mình đang có đây là phiên bản Red Switch. Đây mình sẽ gõ thử cho anh em nghe. Rồi anh em thấy như nào? Mình sẽ có một số đánh giá nhanh dành cho anh em này. Đó chính là cảm giác gõ của mình. Thì đồng ý một điều, đây là bàn phím cơ giá rẻ thôi, sử dụng switch, đi switch độc quyền. Tuy nhiên cái cảm giác gõ của mình trên mẫu bàn phím này mình thấy khá tốt. Phím cho độ nảy ok và nó bấm khá nhẹ nhá. Nó không kiểu nặng nề hay là bất kỳ một cái cảm giác gì. Dù sao đấy cũng là phiên bản Red Switch mà. Đây, để mình gõ lại cho anh em nghe này. Đấy, nó rất nhẹ. Và một số những cái phiên bản kiểu giá rẻ ấy, cái phần mà anh em mong đợi kiểu quan tâm nhất ngoài phần switch ra, các cái phần cái cảm giác bấm, đó chính là những cái phím như kiểu phím space này, phím shift này, phím caps lock hay bất kỳ một phím dài nào, là khi anh em gõ liệu nó có lọc sọc quá không. Thì bây giờ mình sẽ gõ nhẹ cho anh em để anh em có thể nghe thử nhé. Đấy, anh em như nào? Mình thì thấy DU đã chăm chút hơn những sản phẩm của họ, những phiên bản trước rồi. Thì chắc chắn anh em dùng, anh em cũng đã biết rồi, gõ lại biến lọc sọc. Tuy nhiên đối với những phiên bản nó mới hơn như thế này đây thì cảm giác gõ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nói chung về tổng thể thiết kế cũng như là về phần cảm giác bấm, nó được cân bằng hài hòa với nhau trong cái tầm giá chỉ dưới 700.000 đồng thôi. Còn về phần LED thì là phần LED Rainbow, thì mình sẽ show một số chế độ LED cho anh em để em có thể tham khảo trước, để có thể xem nó có phù hợp với bản thân hay không. Vậy thì trong cái mức giá dưới 700.000 đồng, ngoài cái phiên bản DU này ra thì anh em có rất nhiều phiên bản khác đến từ Etra nữa. Tuy nhiên
thì mức giá của sản phẩm ấy, nó mặc dù là xem nhau, tuy nhiên nó sẽ không được full size và cái thiết kế của Era nó cũng tốt hơn nữa. Có thể đây là một điều đánh đổi giữa hai phiên bản. Các bạn có thể lựa chọn một phiên bản thiết kế TKL, thiết kế ngắn hơn để chất lượng bui tốt hơn, hoặc các bạn có thể là đánh đổi một chút về phần chất lượng thiết kế, giảm xuống một chút. Tuy nhiên chúng ta có thể sở hữu những phiên bản bàn phím full size được thể mang tới làm văn phòng và nhập liệu được. Vậy thì đường link của tất cả các sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anphat Converter để không bỏ lỡ video clip của mình tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.